Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Sa có trụ sở tại quận 9. Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Hồng, sinh năm 1978, ngụ tại phường 22 quận Bình Thạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố bắt tạm giam bị can Hoàng Mạnh Cường, sinh năm 1985, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, giám đốc công ty Phát An Gia cùng hành vi trên. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định đối tượng Cường đã tự lập bản vẽ tại 5 dự án, phân thành 193 nền đất, tiến hành ký kết các hợp đồng đặt cọc, hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng đặt cọc khu dân cư và đã thu tiền của 120 khách hàng với tổng số tiền khoảng 150 tỷ đồng. Quá trình ký hợp đồng mua bán đền đất, Hồng cùng với Cường cũng đã ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đền đất tại dự án Central House đường 4 và thu tiền của 5 khách hàng với số tiền hơn 18 tỷ đồng. Sau khi thu tiền của khách hàng, đến khoảng tháng 3 năm 2020, Cường và Hồng đã ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng các thửa đất này cho các cá nhân khác.